Vận động viên Nguyễn Hoàng Yến Nhi môn Bilas của Việt Nam đã chắc chắn giành huy chương SEA Games 32 dù chưa thi đấu. Theo kết quả bốc thăm nội dung Karung 3 bảng nữ, vận động viên Nguyễn Hoàng Yến Nhi được vào thẳng vòng bán kết. Trong khi đó nội dung này có 2 huy chương đồng, điều này đồng nghĩa Yến Nhi đã cầm chắc huy chương. Được biết nội dung Karung 3 bảng nữ môn Bilas của SEA Games 32 có 7 vận động viên của 4 đoàn thể thao đăng ký tham dự, gồm 2 vận động viên Việt Nam, 1 vận động viên Campuchia, 2 vận động viên Thái Lan và 2 vận động viên Philippines thi đấu theo thể thức đoạn trực tiếp. Khi chia cặp đấu tứ kết, có một vận động viên ngẫu nhiên được miễn thi đấu vì chỉ đủ số lượng cầu thủ để chia 3 cặp đối đầu. Và Nguyễn Hoàng Yến Nhi may mắn nhận suất đi thẳng này. Vận động viên còn lại của Việt Nam tranh tài ở nội dung Karung 3 bảng nữ là Phùng Kiện Tường. Các vận động viên sẽ lên đường sang Campuchia ngày 5 tháng 5 và thi đấu ngày 7 tháng 5. Ở SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã cắt bỏ các nội dung pool nữ và 10 bi nam. Đội tuyển Việt Nam đặt kỳ vọng vào nội dung Karung 1 bảng và 3 bảng nam, nơi có sự góp mặt của Nguyễn Trần Thành Tự và Trần Quốc Chiến.